Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trị Đại thu biến Tôn Thất Thạnh thành dê tế thần như thế nào? Chung cuối cùng, Chủ tịch Phúc sắp gặp nạn ra sao? Hiện nay, một số người thạo tin đang xoáy vào một nghi ngờ. Đó là tại sao CDC Đà Nẵng bỏ tiền nhiều nhất để tậu ký xét nghiệm dởm của Việt Á, nhưng tại sao Bộ Công an chần chừ đến giờ mới cho người đến bắt? Mà lực lượng đến nhà giám đốc CDC Đà Nẵng để bắt người là Công an Đà Nẵng, chứ không phải là người của Bộ Công an. Đó là câu hỏi rất lớn. Nhiều nhà phân tích cho rằng đã có đàm phán giữa chùm cuối và người đứng đầu CDC để thỏa thuận bắt giữ. Thái sinh một người để cứu nhiều người chứ không thể bị bắt hết. Nhận xét này là khá có cơ sở, bởi vì theo một số nhà báo chuyên nắm tin mật hậu trường chính trị Việt Nam thì cuộc đàm phán giữa chùm cuối và giám đốc CDC Đà Nẵng là có thật. Điều này càng củng cố thêm sự phán đoán của một số người thạo tin là rất khả tín. Đây là hình ảnh bắt Tô Thất Thạnh. Vào ngày 20 tháng 6, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Tô Thất Thạnh, 58 tuổi, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC thành phố Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc tham ô tài sản. Tham gia vụ khám xét và bắt tạm giam, có đại diện Công an, Viện Kiểm sát thành phố tới nhà riêng của ông Tô Thất Thạnh trên phố Lê Lợi, quận Hải Châu, đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Thạnh. Ông bị bắt về tội tham ô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự. Cùng bị khởi tố về tội tham ô tài sản, Công an đã bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 40 tuổi, trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Lê Thị Kim Chi, 38 tuổi, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng. Nhà chức trách đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Xưa này ai cũng biết Đà Nẵng và Quảng Nam là sân nhà của Nguyễn Xuân Phúc, mà đã là sân nhà thì chứa rất nhiều bí mật hơn những nơi khác. Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng xuất ngân sách nhiều nhất để nhét vào túi Việt Á. Đây là hình ảnh chị Đại thu đứng cạnh chồng. Ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm cũng là tội phạm như bao giám đốc CDC khác, cũng là móc nối với công ty Việt Á nhằm tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống đại dịch. Tuy nhiên, bề ngoài là thế nhưng bản chất của Tôn Thất Thạnh không giống với những CDC khác. Cũng theo nguồn tin riêng chúng tôi có được thì các CDC khác là những nơi chịu sự sai khiến của ông Nguyễn Thanh Long. Tuy nhiên, riêng CDC Đà Nẵng thực chất không chịu sai khiến bởi Nguyễn Thanh Long, mà là chịu sự sai khiến của một chị Đại. Chị Đại này tuy không quyền chức gì, nhưng tiếng nói lại mạnh hơn cả Nguyễn Thanh Long. Đó chính là bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Vấn đề bây giờ là làm sao chuyển hướng lời khai sang người đã ở tù mà cứu người chưa ở tù. Người mà Tôn Thất Thạnh nhắm vào là đổ lỗi là Nguyễn Thanh Long là xong. Không biết phía chị Đại có thỏa thuận với Nguyễn Thanh Long trong tù hay chưa. Nếu chưa thỏa thuận, rất có thể vụ án lại bị khui ra vì lời khai hai bên không hề khớp nhau. Lúc đó, chùm cuối mới xanh mặt. Đến hình ảnh, ông Nguyễn Xuân Phúc học Nguyễn Tân Dũng được khá nhiều. Học đòi Nguyễn Tân Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc để người thân dấn quá sâu vào làm ăn, mở ám để trục lợi thì sẽ có cái kết không tốt. Ông Nguyễn Tân Dũng tuy không bị truy tố nhưng vết nhơ về tham nhũng, về việc để con cái lợi dụng danh tiếng của cha làm ăn những thương vụ đẩy tay tiếng, dường như đấy không phải là bài học cho ông Nguyễn Xuân Phúc mà là một tấm gương. Ông Nguyễn Xuân Phúc có thể ít tham nhũng hơn Nguyễn Tân Dũng, nhưng ở mảng để người thân lợi dụng danh tiếng thì dường như ông Phúc lại tệ hơn. Cả con gái và vợ ông đều lợi dụng tên tuổi của ông. Có thể ông Nguyễn Xuân Phúc không bị truy tố nhưng uy tín thì sẽ xuống dốc thảm hại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dính bẫy Trung Quốc, Phan Văn Giang ẩn mình vì sợ lộ. Bao giờ Việt Á gõ cửa Phan Văn Giang? Học viện Quân y là đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Đơn vị này không thể tự ý làm bừa bãi nếu không có sự cho phép của đơn vị chủ quản. Đó là Bộ Quốc phòng mà người đứng đầu là ông Tướng Giang. Nếu nói các bệnh viện sai phạm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, các trường học sai phạm thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục, thì Học viện Quân y sai phạm phải thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Ngay từ ngày 8 tháng 3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Anh Sơn, Thượng tá, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư thuộc Học viện Quân y để điều tra sai phạm này. Đây là hình ảnh Phan Quốc Việt không đủ tầm để buộc Viện Quân y liên kết với Việt Á. Dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự Học viện Quân y về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 4 điều 353 và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự. Cùng chịu chung số phận với ông Hồ Anh Sơn là ông Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư Học viện Quân y, cũng bị bắt tạm giam. Ông này bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 4 điều 222 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Trước đó, tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận những tên tuổi sau có vi phạm. Những người bao gồm Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, chủ nhiệm đề tài, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Trang bị Vật tư và lãnh đạo. Các cán bộ một số đơn vị thuộc học viện cũng chịu chung trách nhiệm về những sai phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y. Đây là hình ảnh hai người bị bắt tạm giam và nhiều tướng tá bị kỷ luật, mà chỉ có Phan Văn Giang mới sai khiến được nhiều người đến như vậy. Có thể nói bên quân đội vi phạm hàng loạt, nguyên nhân vì đâu? Vì chỉ đạo của Phan Văn Giang hay sao? Và hiện nay ông Phan Văn Giang không được nhắc tới trong hàng loạt sai phạm của thuộc cấp. Tuy nhiên không nhắc bao giờ không có nghĩa là sau này sẽ không nhắc. Theo nguồn tin riêng thì vụ ký xét nghiệm của Việt Á là dưới sự hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Phan Văn Giang bắt tay với tình báo Trung Quốc là thông tin được chia sẻ, và phía Trung Quốc chuẩn bị nơi sản xuất, thiết kế tem cho Việt Á, đóng gói, dán nhãn mác rồi tuồn về Việt Nam. Nguồn vốn này được bà Trần Thị Nguyệt thu chu cấp thông qua Việt Á, phần hỗ trợ cho hợp thức hóa sản phẩm của Việt Nam được Phan Văn Giang sáng kiến và giao cho Học viện Quân y lo về điều đó. Đấy là lý do tại sao Học viện Quân y đã lấy tên tuổi tiến sĩ của Học viện để liên danh nhằm hợp thức hóa năng lực nghiên cứu của Việt Á. Nhân lực của Việt Á không đủ tiêu chuẩn để làm nghiên cứu khoa học và chính Học viện Quân y cũng đã đứng ra lo về mặt hồ sơ năng lực cho dự án nghiên cứu này. Âm mưu này của phía Trung Quốc được cho rằng có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là họ bán được sản phẩm dởm. Thứ nhì là họ làm cho tình hình dịch bệnh của Việt Nam bùng phát và coi đó làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ thêm. Quân đội Việt Nam vốn phụ thuộc vào Trung Quốc nên Phan Văn Giang không thể không đồng ý. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang phải có trách nhiệm với sai phạm liên quan đến Việt Á. Cũng vì áp lực từ phía Trung Quốc nên hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng cố ý né Phan Văn Giang, mặc dù tướng tá Bộ Quốc phòng nghe lời ông Giang bị dính rất đông. Hiện nay vụ Việt Á đang cháy lớn, tạm thời Phan Văn Giang chưa sao, nhưng ông Giang cũng biết thân biết phận nên án minh bất động, không ai dám nhắc Việt Á cháy bùng mà chừa nhà Phan Văn Giang ra cả. Đến ngày Phan Văn Giang cũng phải trả giá cho những gì mà ông đã gây ra, như Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long.